Ôi, chào mọi người ha. Và hôm nay là mình hướng dẫn các bạn xuất bản vẽ này và cài đặt một số cái thông số để xuất cho nó chuẩn ha. Thì đây, thì đầu tiên muốn xuất bản vẽ phân ra phát bản vẽ trái phẳng á, thì các bạn vào lệnh là flat center này ha. Đây bạn chọn cho nó cái bề mặt này ha. Rồi đây ví dụ như bây giờ bạn pôn cho nó một điểm, hoặc là bạn chọn ngay gậy góc tọa độ cho nó trái phẳng ra chẳng hạn. Bạn nhấn OK này, thì nó tự động trái phẳng ra cho bạn ha. Trường hợp một số trường hợp tính toán thì nó có bị lỗi nhưng không có gì cả. OK này, ha, cái này nó đang hỏi là cái lỗi về vật liệu ha, không có sao cả, lỗi về bàn bề mặt, dạng kim loại tấm về vật liệu không có sao cả ha. Đây đó chính là mô hình của mình đã vẽ xong rồi, nó ra trái phẳng này, thì bạn vào cái mục đó chính là mục Model View này, Model View này, bạn số ra cái mục Model View này ha, cái mục là Flat Center này, thấy không? Flat Center này, thì bây giờ bạn muốn nhìn cho nó cái bề mặt trái phẳng của bạn như thế nào thì bạn kích phải, bạn chọn cho là Make Work View ha. Đấy thì nó tự động là trái phẳng cho bạn này. Thì một số cái thông số như cơ bản như vậy, màu mè như vậy ha. Thì lúc xuất ra thì nó có y như thế này, y y gì như thế này này. Đó. Thì để một cài một số cái thông số cơ bản á, thì bạn vào mục File này, vào mục Reference này, vào Sheet Metal này. Đấy. Thì trong này là cài một số cái thông số đây nhá. Sheet Metal Reference này. Thì trong này có một số thông số như Part Property này, một số cái thông số ví dụ như bề dày vật liệu tối đa này. Ví dụ như bây giờ hồi nãy là những cái bây giờ những cái bài học mà bạn lúc lúc bạn vẽ bề dày vật liệu mặc định của nó là 3 này. Đấy. Thấy không? Thì ở đây bạn có thể chỉnh đoạn. Ví dụ như bây giờ bạn nhập cho nó là một thôi chẳng hạn. Đấy, một bán kính uốn là một refit này. Đấy. Là cái này là cái rãnh hở theo chiều dài và chiều rộng ha. Đấy. Là bằng một thôi chẳng hạn. Rồi các cái thông số như ví dụ như là bây giờ bạn muốn đưa là bentable hoặc là đưa theo kiểu là hệ số giãn nới, ví dụ như bây giờ là 0.5 chẳng hạn, là hệ số về giãn nới nhiệt ha, giãn nới cho quá trình chăn uốn á, tạo ra là cái sinh ra cái lượng nhiệt là 0.5 chẳng hạn. Đây cái này là cài thông số cho nó nhé. Rồi ví dụ như flat center này, trong này thì có mục là outside corner, ở này thì lúc bạn xuất ra ví dụ như là có chamfer fillet không, bạn chọn nâng này, nếu bạn chọn chamfer thì là bao nhiêu này, đấy góc bao nhiêu. Rồi bạn chỉnh sửa vào đặt vào đây. Ở đây là bạn chọn nâng ha, tương tự inside corner này, chamfer này, outside outside, inside và outside. Trong này ví dụ như có lỗ hole thì bạn chọn là hole cơ centimet, ví dụ như cái lỗ lớn nhất, ví dụ như bây giờ là lỗ 30 đi. Thì nó tự động nhập kích thước cho bạn ha. Nhỏ hơn 30 là nó nhập kích thước cho bạn và có cái centimet nào vào này. Đấy, ok chưa? Ngoài ra có cái flat simple này, mấy cái này mình không có dùng ha. Đây. Thế này là liên quan đến màu của nó này, màu của up up là cái bend là góc uốn lên và up up là lên down rồi xuống ha, center này theo màu này, đường nét này. Đây đây là chính cài đặt những cái thông số này ha. Đây mình sẽ đưa ra đây này. Đây này bạn nhìn vào cái bàn này, bạn sẽ chỉnh sửa sao cho nó hợp lý ha. Đây bạn dựa vào cái màu này bạn có thể chỉnh sửa này, ví dụ như bây giờ là bạn chỉnh sửa đường nét cho nó khác đi thì bạn chỉnh sửa vào đây các cái thông số trong này, bạn có thể tích bỏ này, bên out này, bên xuống này, góc tangent này, outer moon này, inner này, center mat này, hole này, center mat. Bây giờ bạn muốn cho nó là màu gì đó thì bạn thay vào đây, và rồi đây bạn thay đổi màu này. Đấy là cài đặt một cái số thông số trong cái phần là để bạn trong quá trình là bạn xuất bản vẽ xuất ra thì nó có ý gì như thế này, xuất bản vẽ. OK, đây là các cái thông số cơ bản. Rồi mục tab cơ này, các cái đường ngoan đường nét này, bend center này, bend tangent này, tangent thì đường nét như thế nào này, màu như thế nào này. Đấy thì bạn chỉnh sửa ha. Đây. Thì đây là các cái thông số góc lớn nhất này, góc nhỏ nhất này. Rồi ngưỡng khoảng cách và cái độ sâu. Các ngưỡng cái này là ngưỡng khoảng cách và cái độ sâu lớn nhất của nó là bao nhiêu. Đấy, bạn có thể chỉ chỉnh, thường thì những cái mục này bạn để mặc định ha. Calculation này. Ở đây là các cái thông số về cấu hình chú thích ha. Chú thích về bend nó đây này, chú thích không? Bạn thấy chú thích không? Bend square này, cái nào bạn không có thì bạn đẩy xuống đây, đây, đẩy xuống, đấy, đẩy xuống này, đấy, hoặc bạn control Z này, đấy, thấy không? Rất là đơn giản ha. Đấy, thì bạn vào file này, reference này, vào sheet metal để bạn căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý ha. Còn cái mục sheet metal variable này đó chính là cái xác nhận kim loại tấm thôi. Còn cái này đó chính là cái dao này khoảng khoảng trống dụng cụ mà dao xuống nhỏ to tối nhỏ nhất tối thiểu ạ. Còn cái này là độ dài tối thiểu ha, độ dài tối thiểu, khoảng cách dao xuống tối thiểu và độ dài tối thiểu đấy, thì bạn có thể căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý. OK chưa? Sau bạn nhấn OK hoặc là nhấn Apply là để nó là lưu lại nó lại.
Đó, đó là một số cái cơ bản, tùy chỉnh cơ bản để bạn đưa vào quá trình xuất. Đấy, bạn muốn cho xem thì bạn kích phải, bạn cho là make work view này. Đấy, xem trực tiếp trên môi trường thiết kế theo hay không ạ? Rất là hay ha, xem trực tiếp trên môi trường thiết kế của bạn. Đấy, rất là hay, xem trực tiếp luôn nhé, trực tiếp luôn đấy. Ok, thì trong trường hợp này bạn sẽ đi vào application này, ở đây bạn đưa về cái view khác đi, vào cái phim. Bây giờ những video trước mình có nói rồi, cái nào mà có chữ work ở sau thì nó đang ở hướng nhìn đó. Ví dụ như bây giờ bạn muốn đưa về isometric chẳng hạn. Đấy. Rồi bây giờ bạn muốn xuất bản vẽ thì bạn vào application này, bạn vào dropping này. Dropping ha, dropping xuất bản vẽ. Kích vào ha, kích chuột trái vào thì nó đang load qua môi trường này. Chờ một xíu ha, ở đây bạn chọn là new sheet này. Đấy, ví dụ như bây giờ bạn chọn là view template này. Template bạn tạo thì nó có này, hoặc là standard cái khổ phi tiêu chuẩn nào đấy, ví dụ như cái khổ A3 chẳng hạn, mình nhấn ok. Thì bài học trước là mình đã hướng dẫn các bạn tạo cái khung khổ khổ giấy chuẩn rồi nhá, bạn nào mà chưa ấy thì xem lại nhá, ở đây mình không có giới thiệu lại. Rồi ví dụ như bây giờ bạn muốn đưa cho nó là mặt flat center chẳng hạn, đấy đưa về cái đợi theo rất là hay, nó tự động xuất ra cho bạn. Ví dụ bây giờ bạn lấy thêm cho nó là một cái hình chiếu isometric hoặc là isometric đây. Rồi đây bạn kéo ra thôi ha. Đây thì bạn có thể căn chỉnh tỷ lệ thôi, nếu mà bạn muốn lấy thì cái này là trái phẳng thì nó rộng hơn ha. Đây là tỷ lệ 1:1 mà. Ví dụ như bây giờ bạn muốn là edit sheet thì bạn kích phải, bạn chọn là edit sheet. Edit sheet, bây giờ bạn muốn cho nó cái khẩu to hơn một xíu thì bạn chọn là A1 chẳng hạn. Đấy, bạn nhấn ok, nó tự động đưa là A1. Bây giờ bạn muốn đưa cho nó cái khẩu khác thì bạn chọn là edit sheet này. Bây giờ bạn chọn nó là A2 nhá. Đấy, mình đang ok thì nó tự động đưa về A2 cho bạn, rồi bạn căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý và bạn gắn kích thước ha. Gắn kích thước vào thì video xuất bản vẽ, hướng dẫn xuất bản vẽ thì mình có nói rồi, mình không nói lại ha. Đấy, thì ở đây bạn có gắn kích thước thì rất là đơn giản thôi, gắn vào chọn vào mình ghi thôi. Đấy, ví dụ như bạn ghi cho nó là đây là kiểu ghi graphic ha. Đây, ví dụ như cung là ghi theo cung, hoặc là bạn muốn ghi đường tròn thì bạn gọi là radius này, bạn chọn là dimension này, chọn này này, bạn ghi cho nó ra hoặc kéo ra ngoài đây ha. Đấy, ghi làm sao cho người ta hiểu là được. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, theo bạn chỉ việc kéo ra thôi. Đây, ghi kích thước rất là đơn giản. Đấy, làm sao cho người gia công người ta hiểu được là được rồi. Rồi tiếp tục bạn gán cho nó kích thước dài rộng này, dài rộng này, thì thường thì các bạn nên lấy cho nó cái mặt tốt nữa chẳng hạn. Đấy, thì ghi kích thước cơ bản là như vậy thôi, các bạn cứ việc ghi ra, lấy ra ha, lấy ra và ghi vào rất là đơn giản. Đây bạn căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý ha. Các cái ID AOD này các bạn chú ý ha, cái này là bán kính uốn này, bán kính uốn này, bend angle đó chính là góc uốn ha, góc uốn. Rồi up down này đó chính là uốn lên hoặc là uốn xuống này. Đấy ha, lại thấy nhớ cái chiều mũi tên này. Đây bạn căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý mà nó đẹp nhất là được. Đấy, đó là mình đã hướng dẫn các bạn là xuất bản vẽ trái phẳng ha, rất là đơn giản thôi. Rồi đây bạn chỉ việc căn chỉnh làm sao mà cho nó đẹp mà người ta nhìn vào người ta hiểu được, là cái người gia công người ta hiểu được. Đấy, cứ đưa ra cho người ta hiểu là được, rất là đơn giản ha. Đấy, đấy bạn căn chỉnh làm sao mà cho người ta dễ hiểu nhất là được rồi. Đây, để trùng nhau mà căn chỉnh và người đọc người ta thấy được là được rồi. Thì trong cái tính năng này thì các bạn trên phần mềm NX này nó xuất ra cái PDF, xuất ra bản AutoCAD thì nó đọc không không tốt ha. Thì đấy, để xuất ra PDF thì nó ổn hơn và nó đẹp hơn ha, thì các bạn nên xuất ra PDF. Còn các bạn mà muốn xuất ra file file AutoCAD thì sắp được, nhưng mà nó đọc ra nhìn hình nó không không đẹp ha, và đứng đường nét nó vỡ rất là nhiều. Nên là các bạn nếu mà muốn xuất là thì xuất được, nhưng mà nó sẽ không đẹp ha. Thì các bạn căn chỉnh sao cho người ta dễ hình dung nhất là được rồi. Đấy, rất là ok ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn xuất bản vẽ phần ra trên phần mềm đấy. Thiết vẽ phần ra xuất bản vẽ phần rã của bản vẽ kim loại tấm ha. Đấy, các bạn có thể thay đổi tùy chỉnh làm sao cho nó đập hợp lý nhất, thì chú ý cho mình những cái thông số như vậy thôi.
chào và hẹn gặp lại.